Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái vòng bát quái đơn giản ở phía trên và kéo từ bên tay trái sang để lấy đường giống theo chiều dọc. Chọn vào Object, chọn Form Scale. Chúng ta sẽ scale uniform 50%. Chúng ta ấn copy, như vậy chúng ta có một hình copy với độ nhỏ bằng một nửa. Rồi chúng ta sẽ đổi màu cho vòng cho hình tròn mới. Chúng ta sẽ align hai hình tròn, align để chạm điểm trên. Chúng ta sẽ copy với hình tròn nhỏ thứ hai. Các bạn giữ nút Alt trên bàn phím và kéo chuột. Trước hết các bạn sẽ chọn tạo hình ellipse tool. Chúng ta sẽ lại align chạm điểm dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ thêm một hình tròn nhỏ. Các bạn kéo chuột và giữ Shift. Các bạn giữ Shift và kéo chuột để tạo ra hình tròn. Rồi chúng ta sẽ đổi màu. Chúng ta sẽ copy hình tròn nhỏ vừa tạo và di chuyển đúng vào tâm của hình tròn lớn. Chúng ta chọn tất cả vector. Và các bạn kéo, sau khi các bạn sử dụng Light Paint, các bạn sẽ kéo để đổ màu lên. Sau khi mình Light Paint cho hai mảng màu bên trái bên phải khác nhau, mình sẽ đổi màu. Màu xanh và chúng ta loại bỏ Stroke. Như vậy chúng ta đã hoàn thành vẽ một vòng bát quái đơn giản bằng sử dụng Ellipse Tool.
và sử dụng Life Paint, công cụ Life Paint. Chúng ta sẽ tạo thêm một vòng tròn lớn nữa và để vòng tròn màu đen. Sau đó chúng ta vào Object, Arrange, Send to Back để đưa cái layer màu đen xuống dưới cùng. Chúng ta sẽ không chọn màu cho stroke, cho đường bao. Chúng ta vào view, chúng ta sẽ show cái thước kẻ ruler để chúng ta có thể đo và chúng ta có thể sử dụng ruler để tạo các đường dẫn, đường gióng. Chúng ta sẽ kéo chuột từ bên tay, từ trên xuống để lấy đường gióng.